Sau đây là nội dung đầu tiên. WHO lên kịch bản thế giới phải sống chung với COVID dù muốn hay không. Giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới WHO khu vực Tây Thái Bình Dương, tiến sĩ Takeshi Kasai đưa ra hai kịch bản COVID-19 trong tương lai. Sống chung với virus hoặc viễn cảnh ai cũng muốn tránh. Trong buổi họp trực tuyến mới đây, tiến sĩ Kasai nhấn mạnh mối nguy hiểm của chủng Delta. Ông nhận định virus sẽ không biến mất trong tương lai gần, dù các nước áp dụng biện pháp mạnh mẽ nhất. WHO đưa ra một số kịch bản COVID-19 trong tương lai như sau. 1. Thế giới buộc phải sống chung với virus, dù muốn hay là không. Chúng ta giảm thiểu rủi ro bằng cách triển khai hiệu quả chương trình tiêm chủng và những cách phòng ngừa khác, đồng thời ứng phó với các đợt bùng phát bằng biện pháp ngắn hạn có mục tiêu, ông Kasai chia sẻ như vậy. Điều này không đồng nghĩa với từ bỏ chống dịch. Thay vào đó, các nước xử lý COVID-19 như cúm mùa và những mầm bệnh có thể phòng ngừa bằng vaccine khác. Chính phủ tập trung hạn chế lây lan, bảo vệ những người dễ tổn thương, giảm thiểu tác động về sức khỏe và xã hội của các đợt bùng phát. Singapore mới đây đã kiểm soát được COVID-19 bằng truy vết, xét nghiệm, kết hợp tiêm chủng nhanh chóng để đạt miễn dịch cộng đồng. Quốc gia Đông Nam Á này là một trong những nước có tỷ lệ tiêm chủng cao nhất khu vực. Đến nay, 74% dân số, tương đương hơn 4,3 triệu người, đã tiêm đủ 2 liều vaccine COVID-19. Chính phủ Singapore nhận định khi đủ lượng người tiêm chủng vaccine, COVID-19 sẽ được kiểm soát giống các bệnh tái phát thông thường như là cúm mùa hay là tay chân miệng. Kịch bản thứ hai, virus sẽ tiếp tục tiến hóa khôn lường. Kịch bản thứ hai là khi biến thể nguy hiểm hơn phát triển, các biến thể lây lan nhanh hoặc gây triệu chứng nặng làm giảm hiệu quả của vaccine. Ông Kasai gọi đây là viễn cảnh mà tất cả chúng ta đều muốn tránh nếu có thể. Cách đối phó hiệu quả nhất là nỗ lực hạn chế virus lây truyền ngay lúc này. Giống với những mầm bệnh khác, càng nhiều ca nhiễm, virus càng phát triển mạnh, ông nhận định như vậy. Mỗi cá nhân nên tiếp tục đeo khẩu trang, tránh không gian kín, nơi đông người và tiếp xúc gần. Đồng thời cần tiêm phòng ngay khi đến lượt. Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động cần nghiêm túc quản lý và giảm thiểu rủi ro phát sinh cụm dịch tại nơi làm việc. Hệ thống y tế nên chuẩn bị tinh thần cho những đợt bùng phát đột biến, duy trì dịch vụ cứu sinh thiết yếu. Chuyển sang thông tin tiếp theo. 7 loại thuốc điều trị F0 tại nhà phải có. Thuốc hạ sốt, giảm đau, thuốc kháng virus, chống viêm, chống đông máu. Mới đây được Bộ Y tế đưa vào danh mục thuốc điều trị ngoại trú cho người mắc COVID-19. 1. Thuốc hạ sốt, giảm đau là paracetamol. 2. Thuốc cân bằng điện giải là dung dịch Orezon, gói bù nước, chất điện giải khác. 3. Thuốc hỗ trợ nâng cao sức khỏe, tăng sức đề kháng vitamin tổng hợp, có một trong các thành phần sau: vitamin B1, B6 và B12, vitamin C, có thể bao gồm kẽm, vitamin D. 4. Thuốc sát khuẩn hầu họng gồm natri chloride, dung dịch 0,9% hoặc viên pha nước muối, và thuốc sát khuẩn hầu họng khác. 5. Thuốc kháng virus Monopiravir, sử dụng theo đề cương nghiên cứu lâm sàng được Bộ Y tế phê duyệt, hoặc theo thông tin tờ hướng dẫn sử dụng thuốc sau khi thuốc được cấp giấy phép lưu hành sản phẩm tại Việt Nam. Tránh ăn gì sau khi tiêm vaccine COVID-19? Thực hư kiêng uống cà phê, ăn trứng. Ăn trứng ngăn chặn hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch. Tránh ăn gì sau tiêm vaccine COVID-19 là câu hỏi đang được rất nhiều người quan tâm trong thời gian gần đây. Từ đó, nhiều thông tin về các loại thực phẩm, thức uống mà người sau khi tiêm vaccine COVID-19 không nên ăn được lan truyền tràn lan khắp mạng xã hội và truyền miệng nhau. Người này mách người kia không được uống cà phê, ăn trứng sau khi tiêm vaccine COVID-19. Trao đổi vấn đề này, tiến sĩ bác sĩ Phạm Lê Duy, bác sĩ tại phòng khám dị ứng và miễn dịch lâm sàng, giảng viên bộ môn sinh lý bệnh, miễn dịch của trường Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh, cho biết chúng ta có thể ăn được tất cả các loại thức ăn mà chúng ta không bị dị ứng. Thực ra không có một loại thức ăn nào chống chỉ định sau khi tiêm vaccine COVID-19. Vì thế chúng ta nên duy trì một chế độ ăn lành mạnh với đầy đủ các chất dinh dưỡng. Bác sĩ Duy lưu ý, những thông tin lan truyền trên mạng rất nhanh cho rằng chúng ta không nên sử dụng các thực phẩm có chứa chất đạm như thịt, cá, trứng, sữa sau khi tiêm vaccine COVID-19, vì chúng ngăn chặn sự hoạt động hiệu quả của hệ miễn dịch. Đây là một thông tin mà theo tôi là không có cơ sở khoa học. Đồng thời, bác sĩ Duy khuyên, sau khi tiêm vaccine COVID-19, một số người sẽ có các phản ứng khó chịu, triệu chứng tiêu hóa như đau bụng, buồn nôn, tiêu chảy. Do đó, chúng ta nên ưu tiên dùng những thực phẩm dễ tiêu. Tuy nhiên, chất đạm là một yếu tố rất cần thiết để hệ miễn dịch của chúng ta hoạt động hiệu quả, sinh ra kháng thể. Vì vậy, sau khi tiêm vaccine COVID-19,
chúng ta cần đảm bảo một chế độ dinh dưỡng đầy đủ thịt cá, trứng sữa, đầy đủ tinh bột, rau xanh, trái cây để có được một sức khỏe thật tốt. Khi đó hệ miễn dịch mới hoạt động hiệu quả và tạo ra đáp ứng miễn dịch bảo vệ chúng ta. Bác sĩ Duy nói, riêng đối với các chất kích thích như rượu bia thì bác sĩ Duy khuyên không nên sử dụng. Thực ra có thể dùng, nhưng nên hạn chế. Bác sĩ Duy chia sẻ, tốt nhất là không dùng, vì nó có thể khiến người tiêm không cảm nhận rõ các tác dụng phụ. Tuy không có khuyến cáo về vấn đề sau khi tiêm vaccine COVID-19 bao nhiêu ngày là an toàn để sử dụng rượu bia, nhưng theo tôi là nên hạn chế ít nhất 48 giờ sau tiêm và tốt nhất là 7 ngày. Có được uống cà phê sau khi tiêm vaccine COVID-19 không? Bác sĩ Đặng Văn Đạt, trưởng khoa ngoại tổng hợp, Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Hoàng Mỹ, Thủ Đức, thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, trước khi tiêm vaccine COVID-19 thì không uống nhiều thực phẩm chứa caffeine, trà, cà phê, nước tăng lực, vì caffeine làm tăng tần số tim, tăng huyết áp và rối loạn nhịp tim khi sử dụng quá nhiều. Điều này có thể ảnh hưởng đến kết quả khám sàng lọc, chỉ định tiêm chủng. Còn sau khi tiêm vaccine COVID-19 thì uống được cà phê bình thường, nhưng cần theo dõi các dấu hiệu bất thường về sức khỏe để báo nhân viên y tế theo bác sĩ Đạt. Cũng theo bác sĩ Đạt, người đi tiêm vaccine COVID-19 không được để bụng đói và trước khi tiêm cũng không nên ăn nhiều chất béo bão hòa, thức ăn nhanh, đồ chiên, nướng, vì chúng làm tăng phản ứng viêm trong cơ thể, gây hại cho sức khỏe. Bên cạnh đó, nên ăn các nhóm thực phẩm giàu vitamin D. Theo bác sĩ Đạt là rất quan trọng đối với hệ miễn dịch, có trong cá, trứng, sữa,